Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chó Canh Mã của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Chó Canh Mã qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bên ngoài sét đánh đinh tai, mưa vần vũ đập vùn vụt vào mái nhà, khiến cánh cửa sổ buộc không khí bung ra, đâm thình thịch vào vách đất. Với tay kéo nhanh cánh cửa vào cột lại, người thanh niên độ ngoài 20 khép buông một tiếng thở dài, vầng trán xót dàn còn chít khăn tang. Thứ màu trắng lạnh lẽo trong không gian u tối. Nhang đã gần lụi, khói trắng bốc lên khét lẹt, chạm phải thành xà gồ rồi tan loãng. Sát cạnh cửa sổ bên trong cái giường che ọp bẹp, bông màn còn đang buông rủ. Xác của một người đàn bà nằm ngửa, hai tay buông thõng, mặt đắp một tấm vải trắng với nải chuối và con dao im lìm trên bụng. Với tay thắp thêm cho mẹ một tuần nhang thơm, người con trai cắm xuống một cái đọt chuối đặt ở đầu giường. Cách đầu giường nơi cái xác của người đàn bà đang nằm độ một gang tay có một cái bàn thờ. Bàn thờ mới lập vội bằng một tấm ván thôi. Cây trên hai chầm gạch song song, trên đó bày biển sơ sài. Đây là một bát cơm bầm đầy có ngọn, vương vãi chút tàn hương. Quả đúng, quả trứng gà trên đó cũng đã nguội lạnh. Kia là một lò sứ, bên trong lè hòe hai vài cành cúc vạn thọ. Ở giữa là tấm di ảnh được họa bằng nét vẽ truyền thần còn chưa ráo mực. Mưa vẫn không ngừng rơi, sấm sét vẫn rợp trời. Gió từ khe cửa luồn vào trong nhà từng cơn, khiến cho cây phan mắng bên cạnh bàn thờ khẽ lay động. Tấm mùng trắng đục cũng khẽ rung lên, thứ màu cháo lòng nhức nhối trong nhang khói. Khẽ chắp tay xì sầm khấn vái, bóng lưng gầy nặng nề quay đi, chậm chậm tiến lại cái chiếu đang trải ở giữa nhà. Bên trên cái chiếu hòa bốn người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi xếp bằng quanh chiếu. Tám cặp mắt đều hướng về một người đàn ông. Khầm, đúng ra là một cụ già độ ngoài bát tuần, tướng màu quắc thước, tóc bằng trắng búi cổ hành và làn da nhăn nhốm họa rõ thần sắc ưu tư. Để cho người thanh niên ngồi xuống, cụ già mới khẽ ngẩng đầu, cụ nhìn người thanh niên rồi đành nhìn đám gương mặt còn lại, rồi bắt đầu trầm giọng. Đến nay dòng tộc của nhà các người, tính cả bà đây là mất mấy mạng rồi. Câu hỏi của cụ già làm cho gương mặt khẽ biến sắc, vài tiếng khóc thút thít đã vang lên khe khẽ, biến không khí tăng thương giữa tiết trời giông bão càng thêm phần nặng nề. Một người đàn ông trung tuần khẽ chắp tay rồi bẩm thưa. Dạ bẩm cụ, cả thầy là 8 người rồi, cứ 3 ngày là một người. Cụ già lấy trong tay nải đang đặt bên cạnh ra một tờ giấy dầu, đoạn bảo một người trong đám ghi chép tỉ mỉ tên tuổi, bát tự sinh thần, ngày giờ mất của những người đó, rồi lẩm nhẩm tiếng gì đó rất lâu. Nửa tuần nhang trôi qua, cụ già ngẩng đầu lên rồi nói. Dòng họ nhà các người phạm phải trùng tang liên táng. Người chết đầu tiên xét theo thiên căn địa chi và theo tứ cung mệnh thì phạm phải giờ trùng phục, cho nên mới có chuyện cứ 3 ngày bắt buộc mạng. May cho các người là đêm nay mưa gió, vì lỡ đổ đường cho nên ta mới tá túc và biết sự này. Cũng may là còn giải kịp. Mấy người kia nét mặt đã giãn ra được đôi chút, vội quỳ xuống khẩn cầu nhất hô ứng bá. Thầy mở lòng từ bi cứu họ với, xin thầy. Cô già nhìn đám người rồi bảo, việc chấn trùng thì ta có thể dùng lực và sức mạnh của thần linh binh ra bắt nhốt trùng vào vong linh người mất, cho vào trong hố và chấn bằng những lá bùa trên miệng để khỏi chạy ra. Cách này tuy có hiệu quả nhưng mà thực ra rất nguy hiểm, vì công lực của ta còn cao, trùng còn phải chịu hãm trong vòng tù ngục. Thế nhưng khi ta chết, không ai cai quản nhà tù nữa, chúng sẽ thoát ra ngoài, gây ảnh hưởng nặng nề đến gia đình ta và dòng tộc các người. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn nhà sau lời phán đó. Một bà lão già nhất trong đám người bất ngờ bò bằng hai chân đến bên cạnh cụ già rồi khẩn thiết. Xin thầy cứu vớt, dòng họ nhà con 3 đời nay ở làng này chỉ biết làm nông, chưa từng phạm âm đức hay tội giết người. Cầu xin thầy cứu lấy chúng con. Chúng con cắn rơm cắn cỏ, chúng con lại thầy.
Cô già trầm ngâm nhẩm tính điều gì lâu lắm, đoạn quay sang nhìn đám người rồi bảo: thật ra thì cái việc này khó không phải là khó, có điều giải được trùng tang đang ám lên dòng họ nhà các người thì cần phải tìm được một thứ, đó là con chó trắng mũi đỏ mới tập ăn cơm. Nhất thiết là phải giống ấy thì mới giải được cái tai ách này, mà phải tìm được nó ngay trong ngày mai, nếu để quá giờ tí thì coi như hỏng việc. Đừng nói gì tới trùng, riêng cái việc xác quản ở trong nhà quá lâu cũng đã là việc phạm kỵ rồi. Nghe lời của cụ già, mấy người trong dòng họ đưa mắt nhìn nhau, chân một người liền reo lên khe khẽ: có rồi, trong làng ta chẳng phải nhà ông Đổ Nhậm có con chó đó sao? Một người cũng nhận ra sự ấy cho nên gật đầu đồng tình. Vậy là sau mấy câu bàn bạc, ngay trong đêm mưa gió, đám người ấy cử hai người ở lại canh xác và hầu hạ thầy, còn lại bảy người vội đội mưa tìm đến nhà ông Đổ Nhậm ngay trong đêm. Cùng lúc đó, tại nhà ông Đổ Nhậm, bên ánh đèn dầu leo lắt, ông Đổ đang ngồi nghiễm nhiên đọc bộ sách Ngũ Kinh, đừng say mê trong từng con chữ. Đột nhiên ông Đổ nghe tiếng ăng ẳng vọng vào tai của mình, tiếng yếu ớt đấy cất lên từ ngoài hàng hiên. Vì tiếng mưa rơi át đi cho nên chỉ nghe được từng đoạn đứt quãng, tiếng được tiếng mất. Tưởng con chó con đêm hôm rời chuồng, ông Đổ gác lại cuốn sách trèo xuống gọi sập rồi sổ guốc đi xa. Hé cánh cửa, ông Đổ nhìn sang hàng hiên được lát bằng gạch tàu, dưới ánh chớp lập lòe ẩn hiện, ông thấy dự đoán của mình không sai. Con chó con của nhà ông chẳng hiểu tại sao lại trốn được khỏi lồng rồi lồng lên đây kêu gào. Vì sợ đêm hôm chuột cống mò vào xây tái con chó, ông Đổ đã đóng cái lồng rất chắc chắn. Thế mà nó vẫn trốn được thì đúng là sự lạ. Thương tình, ông Đổ bế bổng con chó vào nhà, đoạn nhanh tay khép lại cửa nẻo. Vừa lấy tấm rẻ rách dưới gầm bàn, ông Đổ lau sơ qua bộ lông cho nó. Vừa lau, ông Đổ vừa lẩm bẩm: đêm hôm cậu không ngủ trong chuồng sao còn mò lên đây? Vừa nói ông Đổ vừa lau, ánh mắt hiền từ khẽ quan sát. Con chó này mới tập ăn cơm chưa lâu, thân của nó bé bằng cẳng chân của ông, toàn thân phủ một lớp lông trắng như tuyết, hai tai dựng đứng giống như mông cọp, song đuôi rất dài. Bốn chân của con chó đều có huyền đề, tính ra đó là đứa con độc nhất của con chó mẹ. Gia đình của ông Đổ nuôi con chó cái đã 8 năm nay. Con chó này tính tình hung dữ, coi nhà rất đắc lực. Ngoài ông Đổ bà Đổ ra thì không ai đem được thứ gì khỏi nhà mà qua nổi mắt của nó. Ông Đổ rất quý con chó, đặt tên cho nó là Hiễm. Song có một điều làm trông thấy nó lạ, đó là con Hiễm chẳng hề đi tơ như bao con chó khác. Suốt 8 năm ròng, con Hiễm cứ trơ ra như không. Thậm chí bà Đổ đã mấy lần giục chồng bán đi. Bà bảo con Hiễm là giống tịt đẻ, đã vậy lại còn lạ lắm. Thế nhưng ông Đổ vì thấy nó coi nhà quá giỏi cho nên nhất định giữ lại để nuôi. Đừng một cái, con Hiễm bỏ đi đâu một thời gian. Khi quay về, hai ông bà đã rất bất ngờ về cái bụng của nó chừa lùm lùm. Ông Đổ mừng lắm, vội tự mình dọn ổ cho con Hiễm dưới bếp. Ngồi thấy cái bụng căng tròn với 8 núm vú, ông Đổ nhầm tính phen này ít nhất nó cũng sinh tới 4 con chó con. Ấy vậy mà trái với suy đoán của ông, con Hiếm nằm ổ thêm độ 5 ngày rồi hạ sinh được một con chó duy nhất, chính là con chó trắng mũi đỏ này. Điều làm cho ông Đổ xót xa hơn đó là sau khi đẻ xong đứa con Hiếm nằm vật ra, đôi mắt của nó nhìn ông ươn ướt như cầu khẩn điều gì rồi hộc lên một tiếng chết tốt. Thường con chó trung thành, ông Đổ bàn với vợ đem xác của nó chôn dưới gốc cây xoài sau vườn. Chẳng biết do bàn tay chăm bẵm của ông bà Đổ kỹ lưỡng hay do số mệnh của con chó con lớn quá, nên dù cho con chó mẹ chết ngay ngày hạ sinh mà con chó con vẫn khỏe mạnh lớn lên. Đừng cái con chó con sau khi bú mớm được nước cơm thì không hề thấy yếu đau gì cả. Cách đây một tuần nó đã tập ăn cơm làm trông Đổ càng yên tâm. Đằng lầu tấm thân ướt nhẹp của con chó, ông Đổ giật mình khi nghe những tiếng đập cầm gấp gáp. Đêm nay chỉ có một mình ông Đổ ở nhà, bà Đổ cùng con Sen lên chùa cúng dường vì mai là ngày rằm. Thành ra là dù muốn hay không, ông Đổ cũng đành tự mình ra xem ai đến. Đặt con chó vào một chỗ ấm, ông Đổ tiến ra hàng hiên, men theo dãy nhà ngang và đội mưa chạy đến cầm. Khi then cài vừa hạ xuống, ông Đổ thấy mấy người trong dòng họ Vũ đang đứng đó ướt sũng.
Giật mình, ông Đồ vội đẩy rộng cửa rồi mời cả đám vào nhà. Không đợi cho ông Đồ pha ấm trà nóng, đám ấy ngay lập tức trình bày mục đích đến đây. Là người đọc sách thánh hiền lại hiểu đạo làm người, dù trong lòng rất quý con chó lông trắng, song xét ra so với việc cứu cả một dòng họ thì ông Đồ chẳng tính toán làm chi. Sau cùng ông Đồ gật đầu đồng tình, đem con chó trao lại cho đám người kia. Là thầy, con chó bần ấy còn đang run rẩy, được ông quấn trong mấy lớp áo rồi cẩn thận đặt trên sập, nay đã biến đi đâu mất. Thế là ông Đồ kêu sáng ngọn đèn dầu rồi cúi xuống tìm. Thấy con chó còn đang nằm tận trong gầm sập, ông Đồ vừa gọi vừa thò tay vào trong tính bắt. Con chó ngày thường hiền lành là vậy, vậy mà nay đột nhiên dở chứng. Nó nhe hàm răng gầm gừ những tiếng điên dại rồi táp thẳng vào tay của ông Đồ. Bị cú cắn đầu điếng, ông Đồ thốt lên khe khẽ rồi rụt tay lại theo bản năng. Sau cùng đám người kia phải lấy gậy chọc đồn đầy một lúc lâu mới bắt được nó. Đám ấy cuộn con chó vào một manh áo rồi xin phép đi ngay, bỏ lại ông Đồ với một cảm giác hụt hẫng và mất mát. Đem con chó về đến nhà cũng là lúc cái xác còm cõi đã an vị trong cỗ quan tài. Vừa thấy con chó còn đúng giống chó trắng mối đỏ, cô giáo mới bảo đám người kia tiến hành đem bà cụ đi chôn ngay. Mưa đang ngừng rơi nhưng sớm trước vẫn lập lòe rền vang như giận dữ. Bề trên con đường độc đạo dẫn ra nghĩa trang, giữa tiết trời u ám khung cảnh hoàn toàn vắng lặng. Dân trong xóm đang ngủ say, không ai biết giờ này còn 10 bóng người rầm rắn nối đuôi nhau. Người đi đầu là cụ già tay cầm một bó nhang tỏa khói nhòe nhòe. Đi sóng đôi bên cụ già có hai người đàn bà, một người cầm một thau muối, người kia cầm một xấp tiền giấy âm phủ. Hết cụ già cua bó nhang lên trên không trung một lần, là hai người đàn bà kia kẻ ném giấy tiền, kẻ ném muối sang ngay bên đường. Hành động đó lặp đi lặp lại liên tục. Trong đêm đen, bó nhang phực lên đỏ rực như một ánh lửa ma chơi, tỏa ra mùi hương cồn cào đến ma mị. Theo sau ba bóng người đi trước là bốn người đàn ông đang kề vai khiêng quan tài. Có quan tài ọp ẹp rung lắc theo mỗi nhịp chân. Trên nắp ván thiền còn có một con dao phay cắm ngập nửa lưỡi. Theo sau cùng là ba bóng người khác. Đi giữa là con trai của bà cụ, tay trái ôm con chó lồng trắng, tay phải cầm bát cơm bông. Hai người khác đi sóng đôi, sau lưng một người đeo cái sọt tre rất lớn. Người còn lại lại vác theo một cái thúng, chốc chốc lại giả bộ gào lên hai ba tiếng thì thầm. Đoàn đưa ma tiến ra một mảnh đất nằm kế bên con sông, nơi hoàn toàn trống trải và ở tận cuối mãi gồ mà. Hạ cố quan tài xuống, cụ già bắt đầu cho đào mộ. Hai người đàn ông nghe lệnh bèn tháo hai cái sọt tre, lấy bên trong mấy cái xẻng, hai cái thuồng và một cái cuốc. Theo lệnh của cụ già, huyệt mộ chôn thây của người chết phải đào theo chiều dọc, nghĩa là cố quan tài này sẽ chôn đứng, mặt quay ra sông, lưng hướng về làng. Đám người ấy cứ y lệnh mà làm. Vì huyệt mộ đào sâu xuống theo chiều dọc cho nên rất tốn thời gian. Thêm việc cơn mưa lớn bần ấy khiến cho bùn đất nhão ra, dính bết vào lưỡi xẻng, khiến động tác của đám người rất chậm. Cứ đường độ nửa khắc là phải đổi người, song đám đó chẳng dám dừng tay. Hùng hùng từ đầu giờ tí cho đến đầu giờ sửu, lỗ huyệt tạm bỡ cũng đã hình thành. Cũng là lúc bàn cúng của ông thầy bày ra xong. Thắp lên bó nhang đỏ rực, ông cụ cầm lấy rồi tiến lại lỗ huyệt. Đứng lầm rầm cầu khấn được một lúc, ông cụ dùng nắm nhang vẽ vào không khí những hình thù kỳ lạ. Đoàn bảo một kẻ tháo con dao đang ghim chặt trên nắp ván ra và bắt đầu chôn cất. Cái quan tài nằm vừa vặn trong lòng huyệt cũng là lúc từng xẻng đất bùn hùng hục lấp xuống. Khi mà mộ đất đã lấp xong, ông cụ cũng đã hoàn thành công việc riêng của mình, đã lặn nặn xong 12 con đỉnh nhân bằng đất. Trong tay đứng dậy, ông cụ lệnh cho đám người lấy con gà mái đã đem sẵn ở nhà, hiện đang bị trói chân trong sọt tre. Cứ cổ con gà, ông cụ dí máu lên trên huyệt mộ, đoàn đặt cái xác con gà còn co giật lên đỉnh mộ. Xong rồi ông cụ móc trong túi áo ra một nắm tóc. Nắm tóc này là nắm tóc của người nằm dưới huyệt mộ. Ban ấy ở nhà ông cụ đã cắt sẵn trước khi cho đặt xác vào quan tài rồi đóng đinh. Cầm nắm tóc trong tay, ông cụ tiến lại cho người con trai đang ôm con chó trắng. Cẩn thận buộc mớ tóc quanh thân của con chó,
Ông cụ lấy thêm một sợi dây thừng cột quanh cổ của nó và lệnh thả con chó ra. Trương Mễ cặp mắt đang căng ra theo dõi, ông cụ dắt con chó lông trắng đi 9 lần vòng quanh mộ, vừa đi vừa gọi tên của người chết, cả thầy đủ 9 lần. Hành động ấy kết thúc, ông cụ lệnh cho cả đám theo mình ra bờ sông gần đó, không quên đem theo 12 con hình nhân và cây thúng. Ông cụ sắp 12 con hình nhân thành một hàng ngang, đoạn lầm rầm khấn vái, thư phụ cho hết thầy từng con một. Bài phụ vừa đọc xong, ông cụ rút bên hông ra một thanh hắc kim đao, nhỏ nhưng mà sắc, rồi lần lượt dùng dao chặt đầu từng con một. Tất cả hình nhân cột đầu cùng con chó trắng bé nhỏ bị đem bỏ chung vào cái thúng và thả trôi sông. Nhìn cái thúng trôi dần ra giữa dòng và lướt trên mặt sông, ông cụ mới thở phào nhẹ nhõm. Quay lại nhìn đám người, ông cụ trò tay vào người con trai rồi bảo: linh hồn đã được ta cầu cho siêu thoát, còn chó trắng kia đã là vật thế mạng, bất luận là sống hay chết. Ngay ngày mai các ông phải đem 32 cặp tre đóng xung quanh nhà anh này theo đủ 8 hướng, mỗi hướng 4 cọc và chính giữa nhà đóng nốt 4 cọc. Cứ y như lời của ta mà làm, tất trùng tang sẽ được hóa giải. Đoàn người lầm lũi kéo nhau về trong đêm, chúng là lúc cái thúng đã biến mất trên dòng sông u ám. Tình mơ hôm sau, trên con sông hoang lạnh, trời còn tối đen, đất còn sộc lên hơi ẩm, vậy mà ở mé bờ đã có một bóng người bị bõm ngụp lạnh. Cái giỏ tre cả bên mé ngâm, cái khăn mỏ quả chít thật trên đầu, không ngăn được hết đám tóc đỏ xòa, mấy cặm rũ ra, chạm sóng nước ướt đẫm. Bóng người ấy là của bà cụ Chân. Ngót 70 cái xuân xanh, bà cụ Chân đã 5 lần quấn vầng tang trắng, 2 cho ông bà cụ thân sinh, 2 cho bố mẹ chồng và 1 cho chồng bà. Đấy là còn chưa kể đã 5 lần bà cụ chết từng đoạn ruột vì nằm cái chết của 5 đứa con trai. Vớt vát cuối cùng của cuộc đời khốn nạn ấy, may sao còn 2 thằng con út. Kha là con trai lớn, năm nay độ tam tuần, đã lấy vợ và hiện đang sống cùng mẹ. Báu là con trai thứ, năm nay mới tròn 18, hiện đang đăng lính ở xa nhà. Căn nhà ba gian cũ nát được thừa hưởng từ đời bố chồng, cho đến giờ chỉ còn một mình bà cụ cùng 2 người con lủi thủi ra vào. Hàng ngày Kha đem vải nhuộm xuống chợ huyện bán, đi từ canh năm tờ mờ sáng cho đến khi bầu trời tối sẫm mới gồng gánh kéo hàng về. Về phần của mình, bà cụ Chân buồn chân buồn tay, thành ra là việc bị bõm bờ khúc sông kiếm con cua con cá là việc thường tình. Đang áp mặt xuống nước, tay lần mò con trai dưới bùn, chợt đánh mắt của bà cụ vô tình liếc ra mặt sông, nơi dòng nước êm ả dập từng cơn sóng nhẹ. Vừa nhìn ra hướng ấy, bà cụ giật mình khi thấy một cây thúng đang dập dềnh trôi. Càng lúc cây thúng lại càng trôi xa lại gần nơi bà đang đứng. Khi còn cách độ 2 sải tay, bà cụ nghe thấy bên trong thúng phát ra tiếng ư ử rất nhỏ. Thế tò mò, bà cụ chờ cho cái thúng trôi giặt lại gần rồi nhòi người với lấy, cốt lần để xem bên trong có gì. Vừa ngó mặt vào, bà cụ Chân giật mình khi thấy bên trong thúng có một con chó con. Bộ lông trắng của nó dính đầy bùn đất, trên thân quấn một vòng tóc rối. Ánh mắt hiện rõ sự hoảng sợ và cái đuôi quẫy rối như là cầu xin. Bà cụ Chân đưa tay xoa đầu con chó rồi lẩm bẩm: sao cái đứa nào nó ác ôn, nó lại cho con chó vào thúng rồi thả trôi sông thế này chứ. Thôi coi như là bà với mày có duyên với nhau, về nhà bà nuôi có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, đằng nào thì bà cũng chẳng có ai bầu bạn, có thêm ma mày thì cũng là có thứ giữ nhà, tiện cả đôi đường con ạ. Nói rồi bà cụ kéo cái thúng vào bờ rồi lội lên, đem theo cả cái thúng và con chó về nhà. Mới vừa đến con ngõ dẫn vào trong nhà, bà cụ Chân gặp ông Thảo hàng xóm đang dắt trâu ra đồng. Ông Thảo này là hàng xóm sát vách nhà của bà cụ, năm nay độ tứ tuần, không vợ không con. Vừa giáp mặt, ông Thảo đã mau mồm nói: cô đi mò ốc về đấy hả? Vâng, tôi mới về, bác đương đi thả trâu đấy phải không? Ông Thảo gật đầu, nhắc thấy cái thúng bà cụ cắp bên nông. Ông Thảo lúc này tò mò: cụ cắp cái gì mà có vẻ nặng thế? Ban nãy tôi đương mỏ ốc, thấy có cây thúng này trôi lại gần, ngó vào nhìn thấy có con chó con. Tội nghiệp bà, chắc đứa ác ôn là nó cho vào thúng rồi thả trôi sông đi bác.
Ông Thảo ồ lên rồi ngó vào bên trong. Vừa nom thấy con chó lông trắng, ông Thảo giật nảy cả mình thẳng thốt. Ông quay sang nhìn bà cụ rồi nói: chết rồi, cậu phải đem con chó này đi giết ngay đi, chớ có đem nó về nhà. Chó trắng mà thả thúng trôi sông thế này là phép yểm thần trùng đấy. Thầy pháp sẽ dồn hết vận đen của gia đình đó lên đầu con chó, rồi thả trôi sông cho tự sinh tự diệt. Cậu đem về khác gì sức vận hạn vào thân, giết nó ngay hoặc là đem ra sông đốt vía rồi thả đi. Sống này nó suối quẩy lắm. Bà cụ Chân nghe đến đây thì hoảng sợ ra mặt. Bà nhìn ông Thảo rồi lại hỏi: bác bảo sao? Con chó đem vận rủi đến với tôi hả? Ông Thảo khẳng định: cho hàng xóm láng giềng cho nên tôi mới nói. Tôi biết có một gia đình ở tổng kế bên cũng vớt được một con chó trắng đang bị thả trôi sông. Sau đó vận đen nó cứ liên tục kéo tới. Trong một năm chết liền 4 mạng đó cụ. Cụ phải nghe tôi không, sau này là hối trả kịp. Ngó nhìn con chó đang rúng gió trong cái thúng, bà cụ Chân lại mồi lòng. Bà đưa tay vuốt đám lông với mấy mảng bê bít buồn rồi tặc lưỡi: à, thôi kệ đi, cái con chó nó bé thế này ai lại nỡ lòng làm ác như thế. Tôi thì tôi còn cái gì đâu mà sợ. Tôi cứ đem nó về nuôi làm bạn cho nó đỡ buồn. Thôi, bác ra đồng kẻo nhỡ việc nha, tôi về trước. Nhìn bóng lưng gầy lật đật đi về nhà, ông Thảo chỉ biết lắc đầu cảm thán. Đưa tay mở cánh cổng gỗ nặng nề, bà cụ Chân nhẹ nhàng đi vào bên trong. Bên trong căn nhà 3 gian bằng gạch mộc kiên cố, ánh đèn dầu vẫn chưa được khêu lên. Yên Chí là vợ chồng con trai của mình đang ngủ, bà cụ lầm lũi cắp cái thúng đi ra sau nhà. Dạo báo thằng con trai thứ của bà còn ở nhà, bà cụ còn dễ thở hơn một chút. Vậy mà sau khi người con út đang lính đi xa, cuộc sống của bà cụ Chân chừng khổ sở lắm. Kha, con trai lớn của bà, là một kẻ đớn hèn nhu nhược và răm rắp nghe theo lời của vợ. Trong gia đình này, quyền hành đều tập trung hết vào người con dâu của bà là Thị Bền. Dạo mới rước Bền về nhà làm con dâu, hai mẹ con cũng tỏ ra hòa hợp lắm. Thế nhưng mà dần dần trong quá trình sinh sống, bà cụ Chân nhận ra giữa mẹ chồng và nàng dâu có một sự khác biệt cực kỳ sâu đậm về tính cách mà bà luôn luôn là người phải cắn răng chịu đựng. Nếu như bà cụ hiền lành nhân hậu bao nhiêu thì con dâu của bà Thị Bền lại mang ác tính bẩm sinh. Thị Bền làm nghề hàng xén ở chợ, trong khi chồng của Thị hay đi buôn vải xa. Nói là đi buôn cho oai, trên 5 lần 10 họa mới bán được 1 thước vải. Toàn bộ tiền nong tiêu trong nhà đều dựa hết vào vợ. Vì lẽ đó trong nhà này lời của Bền là lệnh. Bền làm nghề bán hàng xén là thật, thế nhưng thật ra đó chỉ là bề nổi. Bởi công việc chính của Thị là cho vay nặng lãi trong và ngoài làng. Có gia đình của ông Sậu ở làng bên, vay của Thị 5 quan tiền làm đám ma cho bà cụ thân sinh, hẹn sau trong ngày của bà cụ trả lại. Quá hạn 1 ngày mà không thấy đánh tiếng gì, Bền thuê 2 thằng cùng đinh đầu trộm đuôi cướp trong làng của mình sang đòi. Sang đến nơi, gia chủ xin khất thêm 2 ngày vì chưa chuẩn bị đủ tiền. Nói hết nước nít cái mà Bền chẳng mảy may thương xót. Thì lệnh cho ngay thằng đầu trông mặt ngựa kia lột sạch tiền của gia chủ. Số tiền còn thiếu thì sang ngay thằng lấy luôn cái bát nhang bằng đồng trên bàn thờ bù vào. Đó chỉ là một trong rất nhiều việc thất đức mà Bền đã gây ra. Bà cụ Chân đã nhiều lần góp ý với con dâu, song lần nào cũng bị Thị gạt đi. Thậm chí là còn không ít lần buông những lời nguyền rủa độc ác với mẹ chồng. Bà già rồi cho nên sinh chuyện đó phải không? Tôi làm tất cả để đem tiền về cái nhà này. Bà đã không biết cảm ơn thì thôi, còn ở đó giờ giọng bạc bẽo. Này, bằng tuổi bà ở làng này nên người ta ra đồng nằm cả rồi, sao bà còn chưa chết quách đi hả? Những lần như vậy bà cụ Chân chỉ biết nín thinh. Bà cụ thường tự mình làm những việc có phúc, như là cứu giúp con chó trắng hôm nay chẳng hạn. Những việc nhân đức của bà cụ làm ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do bản tính trời sinh, còn muốn thực hiện để phần nào trả nợ cho con dâu, trả nợ cho những hành vi bất chính và nhẫn tâm của Bền. Quay trở lại lúc ấy, đang lầm đuối cúi đầu cắp cái thúng về nhà ngang, nằm ở sau vườn, thì đột nhiên bà cụ giật mình khi thấy 2 cẳng chân đang án ngữ trước mặt. Chầm chầm ngẩng đầu lên, bà cụ nhận ra người đang chắn đối chẳng phải ai khác là ngoài đứa con dâu quái thai của mình. Vẫn bằng cái dòng sách mé, Bền dầu mỏ lên hỏi trống không: mà được nhiều chửa mà cắp đít về, tay cắp cái gì kia? Bà Chân nhíu mày nhìn con dâu,
đã quá quen với cái thói nói chuyện vô phép thế này, cho nên bà cụ chẳng bận lòng. Bịa đại ra một lý do, bà cụ bảo nước lớn quá cho nên bu phải về. Bà chẳng để tâm đến lời nói của mẹ chồng, thì xăm xăm ngó vào bên trong thúng. Đúng lúc đó con chó trắng đột nhiên sủa lên, làm cho thị giật mình. Con chó bà nãy run cầm cập, thở còn chẳng ra hơi, vậy mà mới thấy mặt của bền đất đứng dậy. Tiếng sủa đó không lớn, nhưng mà kèm theo đó là tiếng gầm gừ, cùng hàm răng nhỏ như là gai bưởi. Thỏ thấy con chó, bền đất đanh mặt rồi rít lên. Trời đất, bà tha cái gì với thế này? Ốc không mang nổi mình ốc còn đòi bọc cho rêu. Ném ngay đi, tôi là tôi cấm đấy nha. Dứt cái giống bẩn thỉu này vào nhà, rồi nó ỉa đá ra nhà tôi thì bà ăn bằng hết đấy. Bà cụ Chân đang tính cái lại thì từ trong nhà Kha đã lục tục đi ra. Thế vợ to tiếng, Kha liền hắng giọng rồi hỏi: Hà cứ làm sao mà mới sáng ra mình đã ẩm cửa ẩm nhà lên thế? Ông xem bu cũng đem con chó này về đây này. Gớm nó, thân còn chưa lo xong lại còn chó với má. Chết rồi nó có đeo được tang cho hay không mà lại khổ cái thân. Kha ngó vào trong thúng thấy con chó trắng yếu ớt đang nằm ở đó thì chớp miệng: Có con chó bằng cái nắm cơm thế mà cũng làm ẩm lên. Bên lúc này trợn mắt lên rồi nanh nọc: Phải, giết rồi trong cái nhà này mẹ con ông chẳng còn coi cái con này ra cái gì. Tôi bận rộn sớm tối đi làm đem tiền về nuôi ba cái lỗ mồm, một cha ông cũng do con này bỏ tiền ra xây. Ốm đau bệnh tật, tiền thuốc thang, tiền ăn mặc, tất cả đều do con này nó chu toàn. Để rồi nhận được cái sự bạc bẽo thế này đó hả? Tôi nói cho cái mặt của ông biết, còn không kiếm được tiền đem về thì tôi đuổi. Chẳng những bu ông mà ngay cả ông cũng cuốn xéo. Nói đoạn bền quay sang mẹ chồng nói như ra lệnh: Sắp đến cái xuất siêu của bà đấy, hai quan tiền liệu mà đóng. Tôi có hỏi cụ Chánh, cô ấy bảo chết rồi thì khỏi cần nộp. Bà cứ liệu liệu cái thần hồn đó, đóng chậm làm chế việc nhà quan thì chúng nó nọc cổ ra. Nói rồi bền ngúng nguậy bỏ vào trong nhà. Khả tính nói gì đó với mẹ của mình xong nghĩ sao lại thôi. Nhìn bóng con trai lẽo đẽo theo vợ vào nhà, bà cụ Chân nín lặng thắp cái thúng về sau nhà. Từ khi kiếm ra tiền, bền mặc sức lộng hành trong nhà này và chẳng coi ai ra gì. Sau một lần cò miệng thì tống cổ mẹ chồng ra căn nhà ngang sau nhà cho tự ăn tự ở. Bà cụ Chân vì muốn giữ hòa khí trong nhà, là người trọng danh dự, không muốn hàng xóm bàn tán ra vào, cho nên cứ ngậm bồ hòn làm ngọt. Điều làm cho bà cụ cảm thấy xót xa nhất đó là Kha, con trai trưởng của bà đã bắt đầu thỏa hiệp và nghe lời của mẹ. Nhất là sau khi báo con trai thứ của bà cụ đi đăng lính xa, thì tiếng nói trong nhà hoàn toàn nằm trong tay của bền. Bừng cái thúng vào trong gian nhà hôi hám, bà cụ Chân đặt xuống rồi ngồi bệt ở nền nhà. Khẽ cửa đồng cho mấy đốt xương sống kêu lên, bà cụ bế con chó ra khỏi thúng vuốt về cho nó. Số con may mà gặp ta, không thì làm mồi cho hà bá rồi. Thế từ nay ở với ta nhé, ta sẽ đặt tên cho con là Bột. Mà Bột này, nghe ta dặn, ở nhà này thì đừng có quấy, con đừng có lên nhà trên làm bẩn nhà con dâu ta, nó đánh chết bỏ đó. Thôi bây giờ để ta lau rửa cho. Con chó trắng nằm trong lòng của bà cụ, ngước đôi mắt xanh thẳm nhìn chủ của mình, như hiểu ý nó dụi đầu vào manh áo còn ướt sũng nước sông của bà, rồi vẫy đuôi xoắn xuýt. Sau khi đưa con chó ra giếng rửa ráy qua loa, bà cụ Chân cũng chốt hết ốc chai vào trong cái hũ sành để nắp lại rồi trở vào nhà ngang. Con Bồn chạy trước, bốn chân ngắn ngỗn mà chạy rất nhanh. Nó đứng đợi bà cụ ở cửa nhà rồi lao vụt vào trong bằng một động tác rất nhanh. Hệt như việc nó sợ vãi đái ra thúng khi bị thả trôi sông, chỉ là một cú lừa tài tình vậy. Bà cụ Chân đi thẳng vào trong buồng, lấy cái niêu khoai luộc trong chạn. Bên trong còn đúng một củ. Đem củ khoai ra ngoài, bà cụ bồng con chó lên sập rồi bẻ khoai ăn. Người một miếng và chó một miếng. Con Bồn có lẽ rất đói cho nên ăn lấy ăn để. Thương tình bà cụ nhường nốt phần khoai cho nó. Nhìn con chó ăn ngon lành, bà cụ thương cảm, vuốt bộ lông trắng mềm của nó rồi lại cảm thán hạ mình nằm xuống giường. Con chó nhỏ tiến lại gần chủ, nó đi vòng tròn ba lần rồi cũng cuộn mình nằm xuống, xúc vào tay của chủ mình như tìm chút bảo vệ. Vậy là từ đó con chó trắng ở với bà cụ luôn. Thời gian đầu vì còn quá bé cho nên mỗi khi đi mò ốc, con chó đều bị bà cụ Chân nhốt trong nhà. Ở nhà một mình xong, con chó không hề quậy phá,
Nó cứ nằm trong gầm trống, mắt dõi ra ngoài cửa. Chỉ cần nghe tiếng chân người hay người thấy mùi của bà cụ là nó lao vội ra mừng. Và hình như lời răn hôm nào của chủ đã ăn sâu vào não bộ, thành ra là không bao giờ nó bén mảng lên nhà trên một bước. Lớn lên một chút, con bột càng quấn chủ hơn. Hễ cụ lục tục mò giày đi mò ốc là nó cũng léo đéo theo sau, mồm ngậm một cái giỏ tre nhảy tung tăng ở đường làng. Ra đến bến sông, trong khi bà cụ chân bị bõm dưới nước, con bột lại sục sạo bắt chuột đầm. Mà kể con chó cũng có tài săn bắt, thành ra là hôm nào chín lời phẩm cũng là mấy con chuột đồng béo mẫm. Bữa ăn của hai chủ tớ cũng được cải thiện thêm phần nào. Có ba điều mà bà cụ chân cảm thấy kỳ lạ ở con vật tinh khôn này. Điều đầu tiên là dù chỉ ăn cơm thừa canh cặn, song chẳng hiểu sao con bột lớn nhanh như thổi. Nhớ rào mới bắt về nó bằng cái cẳng chân. Thấm thoát 8 tháng trôi qua, con bệt nay đã cao lớn hơn hẳn. Bộ lông trắng như là bông, dài thòng lòng đã ngắn cũn. Móng của con bột rất dài tựa như là móng cáo, trong khi đám chó nhà thường có trên dưới 40 cái răng. Vậy mà con bồn chỉ có đúng 24 cái. Cái nào cái nấy đều trắng gần và sắc như dao cạo. Cái tai dường như lá mít nay đã cụp hẳn xuống, hệt như là tụt hẳn xuống khỏi lớp da đầu. Tuy chỉ có cái đuôi vẫn rất dài và bốn chân vẫn còn đủ huyền đề. Điều thứ hai mà bà cụ thấy lạ, đó là đám chó trong làng hình như rất sợ con bột. Nếu so về kích thước thì con bồn chỉ là hàng con cháu. Vậy mà ngay thấy bóng của nó, đám chó trong làng đều cụp đuôi chạy mất. Trong làng có gia đình ông bá Hợi mua được con chó rất to, to ngang cả con bê con. Dù con chó cực kỳ hung dữ, song rất nghe lời của chủ. Ông bá bảo nó nằm là nó nằm, bảo ngồi là nó ngồi. Ông bá Hợi là trường già học làm sang, tính cách hợm hĩnh và hay khoe khoang. Từ khi mua được con chó quý, chiều nào ông ta cũng dắt nó ra đầu làng để thiên hạ trầm trồ. Vậy mà sáng hôm đó, khi mà đang vảnh râu chê khoe khoang con chó vô địch của mình, thì ông bá bắt gặp con bột đang ngậm cái giỏ tre trong miệng, đi sóng đôi cùng chủ của mình ra bến sông. Mới nhắc thấy bóng con bột, con chó của ông bá đột nhiên run lên cầm cập, điều bộ oai hùng của nó biến mất. Thay vào đó là tướng hình hèn kém, đuôi cóp vào bụng, chân run lập cầm chui rúc sau chân của chủ. Con bồn vẫn đi nghênh ngang trên đường, vừa đào mắt thấy con chó của nhà ông bá, con bột khựng lại, đôi mắt xanh thẳm đứng như là thôi miên. Liền sau đó nó nhấc lên một chân, đái xe xe ra đất. Con chó nhà ông bá thì như gặp ma, nó hoảng hốt vùng chạy, vô tình làm trông bá bị kéo lên trên đường vì sợi dây thừng vẫn cầm trong tay. Con bồn chẳng thèm quan tâm, nó vẫn nhảy chân sáo theo chủ đi mò ốc. Điều thứ ba làm cho bà cụ chân cảm thấy kỳ lạ, đó là con bồn đêm hôm có những hành động hết sức kỳ lạ. Nếu như đám chó nhà cứ đêm đến là sục sạo quanh đất canh trộm, thì con bồn lại ngược lại. Cứ thấy chủ của mình lục tục chuẩn bị đi nằm là con bồn tót lên chóng trước, thậm chí nó còn đòi phải có gối đầu. Ngủ còn ngáy ầm ầm chẳng khác gì một người sống. Thế nhưng sự ấy chẳng đáng ngạc nhiên bằng việc khác, mà sự việc này vô tình được bà cụ chân phát hiện trong một lần dậy đi tiểu đêm. Đêm đó bà cụ chân trở dậy đi tiểu, vừa ngồi dậy bà cụ giật mình khi không thích con bột đâu. Đi ra hiên nhà, bà cụ thấy con bột đang ngồi chồm hổm sát cạnh cửa sổ của buồng ngủ. Tai của nó áp vào cửa như đang nghe trộm. Mấy đêm sau đó bà cụ để tâm theo dõi và nhận ra hết mình ngủ say, thì con bột lại lèn ra ngoài ngồi nghe ngóng. Cũng chẳng biết là nó nghe cái gì, nhưng mà đêm nào cũng lặp đi lặp lại hành động đó. Một năm nữa trôi qua trong bình lặng, bà cụ chân sống trong sự sức sược của con dâu. Nhưng may mắn sao có con bột làm bạn, thành ra bà cụ cũng coi như được an ủi phần nào. Con bột tỏ ra rất quấn chủ, đi đâu làm gì cũng léo đéo theo sau. Trong làng có mấy kẻ thừa tiền thích con bột đẹp mã, cho nên ngỏ ý mua và trả giá rất đắt. Thế nhưng bà cụ chân không bán. Sống với chủ chí tình chí nghĩa là vậy, nhưng đối với vợ chồng của Kha, đặc biệt là Bền, thì thái độ hoàn toàn trái ngược. Hễ mỗi lần gặp Bền là con bột lại gầm gừ tỏ thái độ địch ý. Càng vậy Bền lại càng có ác cảm với con chó này. Ta mấy lần Bền mua bà chó về ném cho nó ăn, xong con bột rất tinh khôn.
hay là đồ gì của thị nó đều tránh như tránh tà. Thậm chí có lần ác ôn hơn, bèn đem quả đu đủ nướng chín, lại đem mỡ lợn quết lên rồi bỏ vào bát cơm của Bột, nhân lúc nó đi mò ốc với bà cụ. Đu đủ nướng quết thêm mỡ lợn thì thơm điếc mũi, chó nào mà chi cho nổi. Số bên ngoài đang nguội nhưng bên trong nóng khủng khiếp, chỉ cần con Bột bập răng vào đã chín hàm. Bên hành động ác ôn là vậy, kế hoạch tưởng như là xong xuôi, mà nào đâu con Bột biết tầm. Mấy về nhà người thấy mùi thơm, con Bột ham ăn đã lao sộc đến. Hít hà một nơi cái thứ béo ngậy mê hoặc đó, đột nhiên con Bột quay nhìn lên nhà trên. Mất đúng ba nhịp vẫy đuôi, con Bột chợt ngậm cái bát, lầm lũi đi lên sân trước, rồi ngắt văng quả đu đủ xuống. Thấy bên thập thò trong nhà nhìn ra, con Bột lại nhảy cẫng lên. Nó quay mông vào mặt của thị ngoái loạn xạ như là trêu ngươi, trước khi nhảy chân sáo mồm ngậm cái bát sứ về nhà dưới. Dần dần giữa người với chó thành ra một mối căm thù vô hình. Cho đến hôm đó bà cụ chân vớt được một hòm vàng, công ấy là thuộc về con Bột. Tình mơ hôm đó bà cụ cùng con Bột vẫn đi mò ốc, mới đi đến miếu thổ thần ở đầu làng thì trời đổ cơn mưa. Một người một chó vội vàng chạy vào trong miếu để nấp. Cũng may ngôi miếu này khá lớn, miếu xây trên lối ba gian, rộng như căn nhà và có hàng rào bao quanh rất cao. May thay đêm này ông Từ coi miếu có lẽ quên không khóa cầm, thành ra hai chủ tớ mới có thể đứng núp dưới mái miếu mà không sợ bị ướt. Đang co giò đứng bên nhau, đột nhiên trong tiếng mưa rơi tầm tã, bà cụ chân nghe tiếng mèo kêu văng vẳng. Ngó lên hàng rào bằng đá ong, bà cụ thấy một con mèo lông trắng, toàn thân ướt sũng đang ngồi đó, mắt đăm đăm nhìn về hướng của bà. Không, đúng ra là đang nhìn thẳng vào con Bột. Ngó sang con chó của mình, nét nghịch ngợm bần nãy cũng biến mất, thay vào đó là hình dáng bất động. Hai mắt trong đêm đen của nó sáng rực như hai hòn than. Hai con vật nãy giờ đứng im lìm rất lâu, mắt không hề chớp, cũng chẳng tỏ ra địch ý so với đa số cảnh chó mèo thinh nhau. Bà cụ chân thấy là giữa con Bột và con mèo trắng này liệu có cuộc chuyện trò gì không. Bất chợt con mèo lao vụt xuống sân miếu, nó nhận nha tiến lại gần, rồi đầu vào bộ lông lấm tấm nước mưa của con Bột, rồi kêu ngao ngao từng tiếng. Con mèo kêu liền 3 lần và lần nào con Bột cũng gật đầu như đang hiểu chuyện. Đến lần thứ 4 khi con mèo trắng lao vụt qua hàng rào biến mất trong đêm, cũng là lúc con Bột trở lại trạng thái cũ. Nó vẫy đuôi loạn xạ quay sang áp gấu áo của chủ, rồi kéo giật đi, ra hiệu cho bà cụ theo mình. Ban đầu tưởng con chó giỡn nghịch, bà cụ chân xoa đầu của nó rồi nói: Bột, đang mưa to lắm, chưa có ra sông được đâu con. Nhưng con Bột vẫn lặp lại hành động đó. Được 3 lần nó buông vật áo chủ của mình ra, rồi chạy thẳng ra sau miếu, đoàn lại chạy lên kéo áo của chủ đi. Thế là bà cụ chân đổi mưa gió lò cò chống gậy đi theo. Sẽ đến bãi đất hoàng sau miếu thổ thần, bà cụ thấy con Bồn đang điên cuồng bới đất. Cây mũi của nó ủi mạnh một mô đất, hai chân không ngừng cào nhức nhát cật lực như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thế sự việc có đối kỳ quái, bà cụ chân cũng ngồi xuống cào đất cùng. Mất tầm nửa khắc sau, bên dưới lớp đất nhòe nhoét nước mưa lộ ra một cái hộp gỗ. Hì Hùng đào cái hộp lên, khi mở ra, bà cụ tá hỏa khi thấy bên trong có chẵn 10 thỏi vàng. Trong khi bà cụ còn đang đờ đẫn thì con Bồn đã cắn gấu áo giang hiệu về ngay. Vậy là trong đêm mưa u tối, một tớ một chủ vội vàng đem kho vàng về nhà mà không biết quỷ chẳng hay. Vì sợ người con dâu thăm tàng biết chuyện, bà cụ đem hộp vàng đó giấu ở trong buồng. Sau cái đêm ấy, bà cụ cùng con Bồn vẫn quay lại nếp sinh hoạt xưa, số vàng đó hãy tạm tính sau. Thêm 1 năm trôi qua, cuộc sống bình lặng vẫn như vậy diễn ra. Càng ngày bên càng tỏ ra quá quắt và hỗn láo với mẹ chồng, và con Bột càng ngày càng tỏ ra ghét ả. Đã có mấy lần nó nhem nhe cắn cho ả một trận, nhưng nghe thấy tiếng của chủ gọi con Bột lại thôi. Cho đến tháng 8 năm đó, tàu này gặp một trận bão to. Bão cuốn sạch hoa màu làm tình trạng phút chốc rơi vào bĩ cực. 2 tháng chống chọi khi hậu quả cơn bão còn chưa dẹp xong thì đến nạn hạn hán. Nắng nứt đất, nắng cháy thịt, khét xa, kéo theo đó là bệnh tình hoành hành. Trong tổng có lắm người chết,
xác người chất thành đống nằm la liệt khắp các miền quê. Kẻ sống thì vạ vật chẳng khác nào xác khô lượn lờ qua lại, hệt như bóng quỷ u linh lẩn khuất trong màn đêm. Thời buổi này tuy lương thực khan hiếm, năm trước thì hộ có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu mà hưởng sự sung túc trong lúc hoạn lạc. Thế nhưng sang đến năm nay thì dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi gạo, tiền vàng để móc trong nhà mà không dùng được. Phú hộ hay kẻ giàu có thành ra cũng chẳng khác gì dân đen, chân đất mắt toét, lắm khi còn phải tha hương cầu thực hệt như khất dân. Làng này sở dĩ có thể trụ được đến giờ này, tất cả là đều nhờ ơn của bà cụ Chân. Ngay khi nạn hạn hán kéo dài, bà cụ sực nhớ đến số vàng năm xưa. Bà cụ đào số vàng đó lên, đem cho cụ Tránh nhờ đi mua gạo muối ở tổng bên cạnh để cứu đói dân làng. Cũng may cụ Tránh làng này là bậc hiền đức, cụ cảm cái ơn của bà cụ Chân, rồi xe sano đóng ngựa đi ngay. May mắn sao cứu đói được cả làng, ơn đức ấy cao hơn trời biển. Nhưng chính hành động đó làm cho vợ chồng của Kha sốc nặng. Bền điên tiết cáu chồng rồi gầm lên: "Ông sáng mắt ra chưa? Hóa ra lâu nay con mụ già nó có vàng trong nhà mà cứ lươn lẹo già nghèo già khổ. Sao là khôn ngoan không lại với giời đấy. Giờ thì đem cúng hết cho mồm của thiên hạ." Kha đem sự ấy ra hạch hỏi mẹ của mình, còn bà cụ thì cứ lặng thinh. Đã từ lâu hai đứa con bất hiếu coi bà như cỏ rác. Vì lẽ đó mà bà cụ thả đem cứu đói dân làng, chứ không một nào các bạc nhất định không chịu cho. Càng vậy mâu thuẫn năm mỉ trong gia đình lại càng bùng lên dữ dội. Bằng chứng là bên cùng chồng đã xây hàng rào riêng, bỏ mặc mẹ mình sống lùi thủi như một chiếc bóng. Thêm 3 tháng trôi qua, bà cụ Chân sau một trận ốm thập tử nhất sinh, chỉ nằm một chỗ, việc sinh hoạt có phần trở nên khó khăn. Kể từ khi bà cụ nằm liệt giường, nếu không có con bột ngày ngày đem khoai sống và cắp món nước lên, khéo bà cụ chết nhăn răng không ai hay. Tinh khôn hơn, con bột còn chạy sang nhà ông Thảo và mấy nhà hàng xóm sủa ầm lên. Đám ấy thế là bèn theo con bột về nhà, thành ra phát hiện ra bà cụ đổ bệnh nặng. Nhờ có sự lo lắng của bà con hàng xóm, bà cụ Chân đã hồi phục được phần nào. Dẫu vậy trong lòng của bà cụ vẫn dấy lên một nỗi buồn khó tả vì sự bạc bẽo của hai đứa con. Về phần của mình, sau khi nghe hàng xóm dị nghị, vợ chồng của Kha đã đập bỏ hàng rào mới xây. Nhưng thái độ hỗn hào thì vẫn nhân lên gấp bội. Kha đợt này bấp vào thói quen nhậu nhẹt quên năm ngày tháng, tiền bạc một trinh không kiếm ra. Ngày ngày ngửa tay xin tiền vợ và nhận lại những tiếng mạt sát chửi rủa, khiến cả bất đắc chí và thói bê tha có điều còn nhiều hơn. Bền vẫn đối xử với mẹ chồng tàn tệ. Như mới sáng nay thì mới vả cho mẹ chồng một cái tiêu cả mồm vì cái tội đi ngang qua làm bẩn sân của nhà thị. Tất cả nguồn cơn đều bắt đầu từ số vàng bà cụ đem đi cứu tế. Sáng hôm ấy, Kha đang chén chú chén anh với đám cùng đinh đều là dân bậm nhậu trong làng. Trong cuộc vui ngà ngà say, tiếng của cả chép khề khà vang lên: "Bác Kha à, bác Kha đúng là có số giàu sang mà không biết hưởng. Hưởng cái mà cha nhà mày đó. Cái rào tao đi buôn vải, nếu không bị chúng nó lừa thì đúng là số hưởng thật. Chứ bây giờ mày bảo hưởng là hưởng cái gì?" Thằng cả chép vốn có tính khích bác, Kha nâng chén rượu lên ngửa cổ tu cạn, rồi khà một tiếng và tiếp tục lên giọng: "Cả cái làng này á, ai mà không biết bà Chân mẹ của bác còn bao nhiêu là vàng bạc. Thế dễ thường à, bác tưởng bà ấy là giao sạch tiền cho làng này hả? Không giữ lại cho mình phòng thân á, dại dột." Ngưng lại một nơi, thằng cả chép nhấc hẳn cái ghế tre tiến lại, quàng tay lên cổ của Kha rồi thì thầm bảo: "Khi con mẹ đi, nhà em nó nghe người ta kể á, bà cụ thân sinh nhà bác còn mấy chục thỏi vàng trong nhà cơ. Bác mà khéo léo có khi là hưởng cả đó. Tới lúc đó thì cái thằng cải chép này á, cho em tí vàng vụn là được rồi." Khá ầm ừ không nói, đoàn gạt tay của thằng bàn nhậu và bập nhanh mấy chén rượu. Đến khi rượu ngấm lên tận óc, cả mấy chân nằm đá chân chiêu về nhà. Về đến nhà, gã nằm vẫn ra chóng ngủ, bên còn bận tính toán tiền làm ăn. Thế bộ dạng đó của chồng thì chỉ rùa xả răm câu rồi cũng thầy kể. Cho đến đêm hôm ấy, tiếng chó sủa râm ran trong đêm càng làm cho Kha trong mày tỉnh giấc. Thế hỏng của mình đắng chát, các uể oải tiến ra nhà ngoài chộp lấy tích nước chè, kê đầu vòi lên miệng rồi ngửa cổ tu ừng ực. Men rượu bày đi quá nửa nhưng đầu óc còn đau nhức lắm.
Khá kêu sáng ngọn đèn dầu rồi với cái điếu cày rít long sòng sọc. Đầu óc mường tượng lại cuộc nói chuyện trong chầu nhậu sáng nay. Tiếng của thằng cải chép rội lên đều đều. Bà cụ thân sinh ra bác á, còn mấy chục thỏi vàng chôn trong nhà đó. Bác mà khéo khéo có khi lại hướng cá. Cầm theo cây đèn dầu, gã mở cửa đi ra căn nhà sau vườn. Con bồn đang nằm ở chân trống, nghe tiếng chân người thì ngẩng đầu nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Cổ họng của nó vọng lên tiếng gầm gừ, làm cho bà chân lúc này tỉnh giấc. Vừa ngó mắt ra ngoài thì ánh đèn dầu leo lét ở hàng hiên, cộng với đó là tiếng gọi khe khẽ. Bù à, bù còn thức không thưa Kha đây? Chưa, nhà anh tìm bù có việc gì gấp vậy? Bù này, tôi hỏi thật là bù còn có của cải nào trong người không? Bù cho tôi vay đi, tôi lấy vốn đi buôn, chứ ở không vậy mãi sao coi được chứ. Bà cô Kha nhíu mày vì ánh sáng chói mắt của cây đèn khêu lớn, đoạn quay người sang nhìn thằng con trai trời đánh rồi nói. Bù có còn đồng nào đâu mà mày xin với trả vay. Có bao nhiêu của nả bu dồn hết cho mày cái dạo lấy vợ, dựng căn nhà mới rồi còn gì, sẽ lấy đâu ra nữa hả? Kha nghi hoặc lúc này hạch hỏi. Thế cái đất nọ vàng ở đâu ra mà bu cứu đói cái đám dân làng này lắm thế? Không phải bu có của tích chữ là gì? Bà cụ Kha lúc này âu sầu nhìn con rồi tỉ tê đáp. Đây là số vàng của trời, của thiên thì phải trả địa con ạ. Bà con làng xóm lầm than quá nên bu lấy ra cứu đói. Thổ thần làng này cũng báo mộng là đồng ý, cho nên có bao nhiêu bu dốc sạch rồi. Làm gì còn đồng nào mà mày xin mà đòi? Khăn định nòn thêm một lúc, xong lần nào bà cụ chân cũng lắc đầu, vì quả thật làm gì còn đồng xu các bạc nào. Sự kiên nhẫn cuối cùng biến mất, thay vào đó gã liền dở giọng đều giả. Ôi giả ơi, bà có tấm lòng Bồ Tát quá nhỉ. Con cái thì đói thối cả mồm ra, cơm không có mà ăn nhét kẽ răng, lại đi thi ân bố đức cứu đời. Bà có còn coi cái thằng Kha này là con không hả? Hay là lúc chết há mồm ra, hàng xóm nó ma chay, nó chống gậy cho bà? Bà cổ chân há hốc mồm run rẩy. Con ơi là con, khôn ngoan đối đáp với trời, bù thiền bố đức thì lòng của bu thanh thản. Với lại đó quả thật là tiền của trời chứ đâu phải của bu. Chả nhẽ lại thích cảnh nồi ra nấu thịt mà không đưa tay cứu vớt. Kha hầm hầm nét mặt trọt thẳng tay vào mặt của mẹ rồi gầm. Sao bà suốt ngày giảng đạo lý thế? Nói, cái tiền vàng giấu ở đâu? Không nói tôi cho bà đi theo lão già bây giờ. Nói. Nghe tiếng quát con bột đứng dậy, nó lao lại đứng kè kè bên chủ, nhà hàm răng trắng gờn ra, khiến cho Kha không khỏi bằng hoàng. Bà cụ chân đôm mặt khóc thống thiết rồi lắp bắp. Bu làm gì còn tiền mà mày đòi? Cái số tiền bu cho vợ chồng mày tiêu hết rồi, mày làm gì thì trời cao nhìn thấu đấy, thần nhân nhìn thấu đấy. Kha ơi! Phải, chính thần đã báo mộng cho bu đem số tiền đó đi cứu người mà. Quả thật là chuyện bà cụ chân nói ra thần và đã xảy ra vào một đêm mưa gió tối trời 2 tháng trước. Sau là đêm hôm ấy bà cụ thấy người đau cho nên gọi bột đi nằm sớm. Lúc ấy khoảng đầu giờ tí canh ba, đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên thấy gió thổi ào ào. Bà cụ liền trao mày lẩm bẩm một mình. Quái lạ, trời tháng này sao đêm nay lại có gió rét như vậy chứ? Cánh cửa chính quên cài then, bị gió lùa đập vào liên hồi, trong đêm tối phát ra những âm thanh cạch cạch. Bà cụ chân mới tiến lại lật đật tính ra cài cửa lại. Lạ thay dù dùng hết sức bình sinh mà không khép cửa được. Cánh cửa bằng phế nứa như có một sức mạnh vô hình giữ chặt từ bên ngoài. Bà cụ thấy lạ thì bèn bước hẳn ra hiên xem cửa có bị mắc kẹt gì không. Thì ôi thôi, ngay trước mắt của bà là một cụ già mặc đồ theo lối quan lại ngày xưa, tóc búi cụ hành, tay chống gậy trúc, da mặt đỏ như là đồng với nét đạo mạo chưa từng thấy. Cụ già tự xưng là thổ thần trong làng này, đến phán rằng hãy đem 8 phần của cải để đi cứu vớt dân làng. Trở về với hiện thực, tiếng nói nhỏ nhẹ bần nãy đã chuyển sang tiếng mặt sát lớn tiếng. Mẹ lúc này nghe tiếng đồng cũng trở dậy chạy vội xuống. Chứng kiến cảnh mẹ chồng thể sống thể chết rằng trong tay không hề có vàng thì cũng hùa vào đành nghiến. Cái con khọm già này, mày còn sống để báo cô chúng tao đến bao giờ hả? Sao mày không chết quách đi? Theo lão chồng mày đã đỡ cô đơn chứ. Chết rồi ôm tiền vàng xuống mồ sâu mà tiêu, rõ là cái thứ ăn cây táo rào cây sung. Kha nghe tiếng của vợ khích bác thì càng hung tợn hơn. Đã bao lần nín nhịn con dâu, nhưng khi nghe ả nhắc đến người chồng quá cố,
bà cụ chân đã không sao kìm được. Tức nước vỡ bờ, bà cụ tỏ thái độ khinh bỉ, nhìn thẳng mặt hai đứa bất hiếu rồi cười nhạt. Phải, tao vẫn còn vàng đấy, nhưng mà tao để cho thằng Báu, nó đi lính về tao cho nó lấy vốn làm ăn. Còn chúng mày tao đã cắt trong mảnh đất to để cho hàng đống tiền để xây cửa nhà. Đổi lại vợ chồng mày ăn ở ác đức, đừng hòng vòi tao thêm được đồng hào các bạc nào nữa. Câu nói đó như là một giọt nước tràn ly. Bên lúc này lao lại thẳng tay vả cho mẹ chồng một cái. Cái tát gật lực làm cho bà cụ chân đập đầu vào thành giường. Máu bắn ra chân hòa văng lên cả mặt của con Bột. Con Bột gầm lên lao lại bập luôn hàm răng vào chân của Bền. Cú giật mạnh làm cho một mảng thịt văng ra, máu ướt đẫm ống chân. Thế con chó như là điên dại, hai vợ chồng thằng Kha hoảng quá vội chạy ra sân. Lúc ấy trời vẫn còn tối lắm. Đến chính ngọ hôm ấy, vợ chồng của Kha đang ngồi bàn luận điều gì bên bàn uống nước thì một bóng đàn bà chạy vội vào nhà, chưng con mắt ngỡ ngàng của cả hai. Lời của bà ta nói như sét đánh ngang mày, khiến cho cốc nước trong tay của Bền rơi xuống nền nhà vỡ tan. Không ai bảo ai cũng chạy thục mạng ra bờ sông. Xe đường nửa đường đã thấy người ta khiêng bà cụ chân về. Bà cụ nằm trên cái cáng tre, trên thân đắp mảnh chiếu cói, với một cẳng tay ướt sũng thầm ra vô hồn. Bền và Kha quỳ xuống gào khóc, thì khóc kéo dài từ đó về tận nhà. Vậy là bà cụ chân đã chết, chết đuối ở sông kia đang mò ốc, làm ai nấy đều xót xa. Vật vã bên xác mẹ chồng, Bền đấm ngực thùm thụp. Bu ơi là bu, khốn nạn thân bu chưa, con đã bảo bu đừng đi mò ốc làm gì, bu không nghe cứ nằng nặc đi theo, để bây giờ bu ra như vậy, bu nỡ lòng nào mà bỏ lại con cái ở lại bu ơi. Vật vã chán chê, Bền lại sụt sùi nhìn xác của mẹ chồng, thì ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn đám đàn bà đang an ủi rồi rối rít. Khổ cho vợ chồng cháu lắm các thím, nhà cháu càn mãi không được, sợ bà cụ tham công tiếc việc nên đành phải xây hàng rào để cấm cụ đi. Thế mà mới đập bỏ chưa lâu đã xảy ra cớ sự này. Sau này chú Báo chú ấy về thì vợ chồng cháu biết ăn nói làm sao. Ông Thảo hàng xóm thở dài rồi bảo: bu mày cũng mất rồi, ráng chuẩn bị cho bà cụ cái đám ma cho nó chu toàn. Người làm trời nhìn đây cháu. Ông Thảo bỏ giờ câu rồi cùng đám dân làng bắt đầu dựng rạp. Vậy là đám ma được bắt đầu cử hành. Tiếng kèn tàu bắt âm vang lên trong một chiều lộng gió, khiến cảnh vật thêm phần ảm đạm. Thế là bà cụ chân đã chết, bao lo toan bỏ lại hết trọn đời khi xác thân yên vị trong cô áo quan sơn son thiếp vàng. Và cũng chính từ lúc lễ viếng bắt đầu cử hành, những sự việc ma quái tìm về, và đáng sợ hơn, nó diễn ra ngay khi trời còn chưa tối. Khi ấy thời gian đang đổ về đầu giờ Dậu, những đoàn người đầu tiên đã bắt đầu phúng viếng. Vì đần nọ nhờ tấm lòng thơm thảo của bà cụ chân cho nên làng này qua cơn bí cực. Thành ra khi nghe tin bà cụ mất, dân làng kéo đến đông lắm. Kha mặc chiếc áo sù trắng đầu chít khăn tang, tay chống gậy tre với nét mặt sầu, ngồi đối diện với gã là Bền. Bền mặc đồ vải xô trùm kín đầu, chốc chốc lại cùng chồng quý gặp người đáp lễ khách đến phân ưu. Lễ viếng đang diễn ra bình thường thì con Bột ở đâu về, mới thấy con chó không ai bảo ai cùng tách ra nhường đường cho nó. Ở làng này chẳng ai lạ gì con Bột, bà cụ chân khi còn sống cưng nó như con chó trong nhà, đi đâu làm gì cũng có nhau. Vậy nên thì nó đi đâu về không ai bảo ai, đều tránh đường để nó đi thẳng tới quan tài nhìn mặt chủ lần cuối. Con Bột hôm nay nom rất tàn tạ, bộ lông trắng bớt đi vết bùn đất, chân của nó run cầm cập như đang bệnh nặng. Mỗi bước đi nặng nhọc khiến thân thể siêu vẹo, mất hẳn đi tính tinh khôn và nghịch ngợm hàng ngày. Trái ngược với dự đoán của đa số dân làng, con Bồn không hề lao lại quan tài. Nó đứng giữa cây chiếu hoa, khịt khịt mũi ba lần rồi đi giật lùi. Cổ họng gầm gừ từng tiếng như cảnh báo điều gì. Thoáng thấy con Bột có biểu hiện lạ, đám người và ngay cả vợ chồng Khan đều ngơ ngác nhìn nhau. Đột nhiên con Bồn quay người nhìn ra ngoài cầm, điều bộ hung dữ vừa rồi rất nhanh biến mất. Thay vào đó là nét vui mừng lại lộ ra. Nó chạy ra ngoài cổng mồm sủa gâu gâu, đuổi với tít thò lò nghệt như đang mừng rỡ khi gặp lại chủ. Dù rõ ràng bên ngoài ngõ làm gì có ai. Hành động kỳ lạ đó làm cho không khí như nghẹn lại. Và trong một thoáng giây rất nhanh, ai nấy đều cảm thấy có một làn hơi lạnh thoát sộc thẳng vào từ ngõ.
Con Bồn với đuôi loạn xạ, đoạn thùng thẳng đi vào trong gian nhà, nơi đặt cố quan tài còn chưa đóng nắp. Nó bước hai chân lên trước thành áo quan, mắt đăm đăm nhìn về xác vô hồn của chủ. Trong mùi nhang trầm cuộn lên cuồn cào, người ta thoáng nghe thấy tiếng rên ư ử cùng với ánh mắt nó ươn ướt tựa hồ đang khóc. Thế con chó có linh tính, ông Thảo lấy một mảnh khăn tang, ông ngồi xuống rồi gọi: Bột ơi, cụ đi rồi, lại đây ông đeo tang để còn chịu tang cụ. Con Bột thường ngày ngổ ngáo là như vậy, lại chẳng nghe lời của ai ngoài bà cụ. Vậy mà lúc này khi nghe tiếng của ông Thảo, con Bột bèn chậm chậm tiến lại. Nó đứng im để mặc cho ông Thảo buộc mảnh khăn trắng quanh cổ. Xong xuôi nó quay lại chỗ cụ, đi bao vòng xung quanh quan tài trước khi quần tròn nằm ở dưới gầm, mắt đăm đăm nhìn ra đám dân làng đang tổ chức tang lễ. Đám ma sơ sài diễn ra trong một ngày vì bà cụ chân mất không biết giờ tử. Theo tập tục trong làng không được quản trong nhà 3 ngày theo thông lệ. Ngày sáng hôm sau người ta đã tiến hành lễ di quan, nhưng lúc vào đóng nắp quan tài tính đưa đi chôn thì đột nhiên con Bột nhào từ gầm quan tài ra. Nó đứng lù lù ở đó, hai hàm răng trắng ngần nhe ra, chợt rãi chạy thòng lòng, sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻ nào dám động tới áo quan. Đám người sợ lỡ giờ đẹp xong thấy con chó hùng dữ quá, cho nên ai cũng trờn. Đúng lúc đó thì ông Thảo hàng xóm tiến lên, ông ngồi xuống nhìn con Bột rồi cảm thán bảo: Thôi con ạ, cuộc sống đã khổ rồi, đừng để cho cụ chết khổ sở nữa, còn tránh ra để bác ấy đem cụ đi chôn, cho cụ nhập thổ con ạ. Nó đến 2 lần con Bột mới chịu nhường đường. Nó lùi ra xa đứng nhìn cảnh đám người đóng đinh nắp quan tài, rồi cảnh vợ chồng con trai của bà cụ vật vã khóc than. Tiếng kèn tàu eo eo, tiếng chiêng, tiếng trống gầm bầm, mùi nhang trầm cuộn đặc ký ức con Bột về buổi sáng tịch mệnh ngày hôm qua. Sau khi bị cắn một nhát vào cẳng chân, Bền thét lên theo bản năng ngã lăn ra đất. Trong khi đó Kha chạy ra ngoài, chụp lấy cái chày đang gác ở gần đó, rồi lao đến giả thẳng lên đầu của Bột. Cú đòn đau quá làm cho Bột chu lên, cắm đầu chạy một mạch ra ngoài. Phần vật nước tiểu rơi lệt bệt theo một bước chạy. Khả tính lao theo kết liễu đời con Bột, sau nó chui qua hàng rào ở sau vườn, thoát thân qua đám ruộng sinh lầy ở gần đó. Bên trong nhà bà cụ chân cũng đang thở hắt ra, chân tay co giật. Mấy nhịp thở sau hai mắt lạc thần chết tươi tại chỗ. Hai vợ chồng kẻ ác nhân mà kệ xác bà cụ nằm đó, chúng điên cuồng lục tung đám chăn màn nổi niêu, cả mấy đống củi ở buồng trong cũng bị bới tan tành. Hì hục suốt một canh giờ mà không tìm thấy vàng, cho nên cả hai điên máu. Bởi lúc này nhíu mày suy nghĩ, có khi nào bà già chôn dưới đất không? Kha như sực tình với nhanh lấy cây thuồng rồi thục xuống, gã tung nền nhà lên xong quả thật chẳng có vàng vọt gì cả. Giây phút chán nản qua đi, hai vợ chồng bèn nhau giấu xác của bà cụ, kẻo quan trên phát hiện ra lại nguy to. Bền suy nghĩ một hồi rồi bảo chồng: Vứt mẹ nó xuống sông cái đi bố, ai biết đâu mà lần. Bà già hay đi mò ốc có chết ở đó, chúng nó cũng tưởng là trúng gió. Nhanh lên còn dọn dẹp lại, lau cả vết máu đi, kẻo ai đó nghi ngờ. Vậy là trong đêm đèn đó, Kha cõng xác mẹ của mình men theo con đường tắt đi thả trôi sông, trong khi Bền dọn lại căn nhà ngang, rồi tự mình lên nhà trên bằng bó vít cắn. Quay trở lại sự việc hôm ấy, thấy đám người đưa cố quan tài đi, con Bột lầm lũi tiến xuống nhà ngang, trên cổ vẫn buộc vầng khăn tang trắng. Nó đứng thập thò ở ngoài cửa, dõi mắt nhìn vào bên trong không gian mù mờ, rồi lại hít lấy mấy hơi. Thất thần một lúc, con Bột vội chạy theo đám người đưa tang, tiếng chuông ngân dài cất lên thống thiết như lời vĩnh biệt chủ nhân. 49 ngày sau, rồi là người từng có ơn với dân làng, xong chết rồi là hết, bà cụ chân cũng như bao thân phận nổi trôi khác. Dưới cái thời tăm tối bao trùm này, chẳng khác gì một cái bóng mờ. Sợ đám mà một quãng thời gian, cái chết của bà cụ chỉ làm cho người ta xót xa vài 3 ngày, giờ việc ấy cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Vòng xoáy cơm áo gạo tiền làm cho con người ta chỉ chăm chăm lo cho bản thân mà quên đi cái phần người. Còn riêng con Bồn thì sau khi theo đoàn đưa tang dân đến bãi Gò Mả, con Bồn nằm phù phục ở đó canh cho chủ của mình mà nhất định không về. Xuân 49 ngày đó, con Bồn chỉ quần quanh cành nấm mồ. Đói thì săn chuột, khát thì uống nước.
May sao có ông Thảo thương tình mang khoai sắn ra cho, nếu không chẳng biết cầm cự được đến khi nào. Ngày thứ 50 kể từ khi bà cụ chân hạ thổ, sau khi cái lễ cúng 49 ngày cho mẹ cùng khách khứa chè chén no nê, hai vợ chồng của Kha cũng đóng cửa đi nằm khi thời gian đổ về quãng giờ Tuất. Nét buồn rầu ban nãy đã bay sạch, thay vào đó ngay kẻ ác nhân nằm trên giường nhức móc nhau đủ điều, cho đến khi hơi rượu làm cho cả hai díu mắt thì lăn ra ngủ. Bây giờ là tiết đại thử, khí trời nung nấu, ngồi được một lúc vì nóng quá cho nên bền tỉnh dậy, bước hẳn ra hiên ngồi cho mát. Vừa ngồi hóng gió thì vừa đau đáu nghĩ đến số vàng của mẹ chồng, không cam lòng kỵ bỏ vào nhà lấy chùm chìa khóa rồi lại trở ra. Tay cầm cây đèn dầu đi thẳng ra căn nhà sau vườn, ổ khóa lách cách hai tiếng trước khi được tháo xuống. Cánh cửa ọp ẹp khẽ mở ra, đem theo một mùi ẩm mốc xộc vào trong nhà, làm cho thị nhân mặt quay lại. Chờ cho không khí thoáng bớt thì cầm cái đèn dầu và đi nhanh vào trong. Ngọn đèn dầu tù mù vừa đặt lên bàn thì đưa mắt quan sát. Nền nhà còn nguyên dấu cày xới, quần áo bới lên tan tành, đám chuột bọ gặp ánh sáng kêu chin chít kéo nhau bỏ chạy. Đưa mắt đảo thật chậm đến hướng cái chõng tre nơi mà mẹ chồng thì hay nằm. Và ngay khi đã quen mắt với đêm tối, bên chõng tre trong cái mồng trắng đục còn buông rủ đó, thi thoảng khi thấy một bóng người đàn bà nằm co quắp, hai tay chắp trước ngực, thì thằng thốt lùi lại còn hồng nghẹt ứ với nỗi sợ dâng lên tận óc. Xong nhìn kỹ lại bên trong mồng có mỗi tấm chăn mỏng, chẳng làm gì có bóng người nào. Do vậy thì cảm giác rờn rờn xâm chiếm tâm can, thì chẳng dám nán lại thêm. Vội vàng quay người đang tính bước qua bậc cửa, thì bỗng nhiên thị giật mình quay ngoắt người lại. Thì đứng chết chân tại chỗ, nín thở lắng tai nghe. Trong buồng ngủ tối om như mực chợt có tiếng lạo xạo. Tiếng lạo xạo đó nghe như tiếng rửa ốc ở cái chậu thau. Thanh âm ấy thì nghe đã quen, vì sáng nào mẹ chồng thì cũng rửa ở sân giếng sau khi đi mò ốc về. Sân nhà ngang đã khóa cửa im lìm từ sau cái chết của mẹ chồng, bên trong hoàn toàn không có ai. Tại sao lại có tiếng vỏ ốc trong buồng? Thì thằng thốt tính bỏ đi nhưng hai chân vô lực. Thì nuốt nước miếng đánh gừng rồi lại run rẩy hỏi nhỏ: ai trong đấy đây? Không có tiếng đáp lại. Thế nhưng tiếng đạo xạo đột nhiên dừng hẳn. Thì thở phào cho rằng tiếng động đó là tiếng gió lùa lá khô trên mái nhà. Thì đưa tay lên ngực thở một hơi thật mạnh. Đang tính bước qua bậc cửa thì đột nhiên vết thương ở cẳng chân cắn mù đau nhức, làm cho thị ngã xuống. Còn đang nhăn nhó suýt xoa thì đột nhiên thì lại nghe trong buồng vang lên tiếng chóp chép như tiếng nhai trầu. Hoảng quá thì bò lết ra ngoài cửa, miệng rên lên như tắc nghẹn. Nhưng tiếng rên của thị bị tiếng nhai chóp chép kia át đi. Cùng với đó cánh cửa che ọ bèm bị gió thổi mạnh đóng sầm lại, thì luống cuống cậy mãi không ra. Ngó qua khe hở trên cửa thì rụng rời hồn phách khi thấy nó, con chó lồng trắng ấy. Con bồn đang đứng bằng hai chân sau, hai chân trước bá lên giữ chặt cánh cửa. Trong đêm đen, bộ lông trắng toát hiện lên ánh sáng ma mị. Hai mắt của nó sáng rực với hàm răng và gồm cúc vào nhau, nhớ dãi thòng lòng điều bộ hung tợn như chỉ chờ thị thò cổ ra là cắn chết. Thì hoàng hốt dần lùi người lại và càng khiếp đảm hơn, vì khi chợt nhận thấy trên giường, bên trong tấm bồng trắng đục có bóng đàn bà đang ngồi chải tóc. Người đàn bà đó dáng hình gầy guộc, mặc đồ trắng toát và điều bộ chải tóc kia, chẳng ai khác ngoài mẹ chồng của thị. Dưới ánh đèn dầu chiếu đến, mái tóc bạc ướt sũng đang xõa ra. Sắc mặt của bà cụ tái xanh cùng tiếng chải tóc soàn soạt vang lên. Bên há hốc mồm mắt tròn trắng rồi té xuống bất tỉnh nhân sự. Hôm sau tỉnh dậy không thấy vợ của mình đâu, Kha bỏ đi tìm gã hoảng hốt thấy vợ mình nằm cứng đơ trong nhà. Mặt mũi của thị bị dấu răng chó cắn xé nham nhở, máu ứa ra từ miệng và ngay lỗ tai. Thị đã chết, từng chết cũng quả quắp hệt như mẹ của gã 49 ngày trước. Đám tang của thị diễn ra trong một ngày u buồn với hàng ngàn tiếng xì xầm bàn tán. Ngày lúc khâm liệm vào buổi tối cùng ngày, con bột lại ở đâu mò về. Nó lầm lối đi vào trong nhà trong con mắt kinh hoàng của cả đám. Không nói không rằng bèn hút tung cốt quan tài làm đổ sập. Thần sắc của bền văng ra đất. Chưa dừng lại ở đó, con bệt còn nhấc chân đái xè xè vào mặt của xác chết,
trước khi lẹn nhanh theo lối vườn sau biến mất trong đêm đen. Trong khi cả đám, nhất là Kha, còn đang cứng họng thì dòng một đứa bé trong làng theo mẹ sang đây viếng đám ma chợt tiến lại. Nó giật giật tay áo của Kha rồi nói một câu xanh rờn: "Bác Kha ơi, bố bác đang gọi bác kìa, bố bác bảo về đón bác đi." Sau cái chết của Bền, 3 ngày sau, người ta phát hiện xác của Kha thất cổ trong buồng. Bên ngoài gian nhà chi chít dấu chân chó còn ướt đẫm bùn đen. Một tháng sau, Báu đi lính về, nghe tin mẹ và anh chị đột ngột mất, Báu đau thấu tâm can. Báu nhờ ông Thảo đưa mình ra nghĩa địa, nằm vật xuống ôm lấy bàn đấm mộ và khóc than vang trời. Trong giây phút đó, ông Thảo thấy con Bột đang nằm thoi thóp ở chân mộ của cụ Chân. Quanh cổ của nó vẫn khăn tang đã được buộc chặt không rời. Con Bột chỉ còn một chút hơi tàn, ánh mắt như là ngọn đèn sắp tắt, khẽ nhìn hai người rồi chớp chớp đôi 3 lần trước khi vô hồn chết tốt tại chỗ. Âu Thảo đem việc con chó có nghĩa ngày đêm canh mài chủ nhân ra kể lại cho Báu nghe. Sau khi trao lại cho Báu ngài nén vàng mà bà cụ Chân đã gửi gắm hôm nào, vậy là từ hôm đó bên cạnh 3 ngôi mả đất có thêm một cái miếu nhỏ. Cái miếu ấy thờ vong hồn con Bột, minh chứng rõ nhất cho chuỗi sự việc kinh hoàng và biểu tượng cho lòng trung thành đến chết không rời của một con vật có nghĩa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện